Mấy phần chị? Hai phần đây. Hai phần hết á. Rồi từ từ mọi người. Em nghĩ là mọi người nên ngồi lại vị trí cũ. Để em nhận định ra về vị trí cũ ngồi giùm cho các thi không? Em nhớ. Thôi chị lại 40 phải không? Hai phần không có tiền lẻ không? Không biết rồi, biết rồi. Ừ rồi đúng rồi. Trời bên đây có tiền rồi. Em có 10.000 không? Chứ có thể xin 10.000. Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Đây hai phần không á. Rồi đợi các thi lấy 10.000 bên đây. Hello Sài Gòn girl. Sài Gòn let girl. Ok về. Đây đây hai phần. Rồi. Trời. Mấy phần? Hai phần. Ok. Em này hai phần nè. 10 phần đưa đây. Trời ơi, em mua 10 phần mà em ngượng ngùng quá gì. Bán ra 1.000 phần đi. Đứng lên lấy đi mấy mẹ. Không lấy. 10 phần. Rồi. 10 phần lẹ lên. Ủa ai đưa này vậy? Như ý. Của em như ý á. Gì? Của em như ý á. Ngồi đó đi. Rồi, xong chưa? Xoài đâu? Ok. Anh ngồi đợi giùm em đi. Ngồi xuống đợi giùm em. 3 phần không? Ok, có mấy phần? 3 phần. Rồi cho em gái 3 phần, em trai 3 phần nè. Em trai 3 phần, còn chú này 3 phần luôn. Rồi ok, cảm ơn chị. Quýnh đào người ta la làng lên à. Bệnh xạo xử không à. Chúng cái vụ cui mẹ nè. Ê chào bà nội. Con chúng có vụ cui mày nè. Trời ơi ghê quá ý ơi. Một phần cái chụp hình chung với cô cả ý. Em phải vào ở bắt ra đây chụp ảnh với chị đó. Ok cái gì đâu. Đây nhìn vào đây. Năm phần. Đây một túi của chị đây. Ok được. Gớt đũa cô gái ơi. Rồi. Em ơi gớt đũa em ơi. Rồi. Anh này 5 phần. Đây em gái mấy phần? 3 phần cho chị xin. Ok cảm ơn em, chị gửi 10.000. Ok. 10 luôn đi. Còn 2 phần là trời, tôi bán thiếu cho. Ok. Không có đâu của người ta. Của người ta gửi cho mẹ. Su nè đó chưa, cũng cái lỗi lầm này nè mà tôi gầy tôi la hoài thấy không đó. Chúc cô nhiều may mắn, quay YouTube quay lên cho em để người ta biết coi giải quyết cái ca này như thế nào đó. Hết vui để đó. 3 phần. Trời ơi 3 phần. Ok đứng lên nhiều cách thấy không. 3 phần. Ok 3 phần đây luôn, bỏ một bữa bỏ xuống rồi. Em lên lấy đi, em lên lấy đi 2 phần.
rồi lấy giùm chị nha, mấy cái 8/24. Ok em nhớ được không? Hai đứa đương chung. Đây cho chị chụp trước đây, hồi chị chụp trước. Đừng có chơi. Ok. Rồi chắc 50 tổng luôn rồi. Rồi 24 ối đi. Ối 24 đi. 8 bịch. 8 bịch, 8 bịch. Qua kia ngồi kìa, qua kia ngồi uống nước. Ngồi đây cũng được không sao. Ngồi đây cũng được. Mình ngồi đây mình uống nước, mình kêu đồ ăn lại đây cũng được. Tại cái bàn ghế này của Cát Thi cũng để cho mọi người mà. Bên đây 8 phần đứng lên lấy bánh giùm Cát Thi đi. Ờ ok, cảm ơn, đứng lên giùm Cát Thi. Lên lấy bánh kìa. Lấy bánh. Một phần, ok. Mấy phần? Một phần không vậy? Ok, đứng lên lấy, đứng lên lấy. Anh mấy phần? Ba phần, ok. Đứng lên lấy giùm em. 8 phần lấy, lên lấy, không ai lấy bánh hết vậy? Nè, kìa, cứ chụp đi. Chụp nha. Cười lên chị. Bảo không có cười đâu. Chụp đi, chụp đi, chụp nha. Rồi nữa. Rồi được rồi. Anh rồi, khoan. Có lấy bánh lấy tiền phải không? Ngồi đây nè, ngồi đây nè. Vô lấy bánh chia ra một thằng lấy bánh. Mình chia ra một thằng lấy bánh chứ đứng đó mà ngồi hai thằng nhơ qua nhơ lại là sao? Rồi. Mấy bịch? 8 bịch mà đây còn nữa. Không chịu lên lấy, ta kêu lên con bú chứ không chịu lên lấy. Rồi ngồi ngồi đợi cái đi. Ok, cảm ơn. Rồi ta lấy hồi. Rồi. Cứ ngồi đó đi, ngồi đó, ai ra Cát Thi đã lấy tiền rồi, mọi người cứ ngồi trước mặt Cát Thi không? Để vô nó lấy. Nó vô nó lấy bánh cái đã. Ok ok. Ok. Cảm ơn chị. Ờ ngồi đợi Cát Thi tí xíu. Những người nào Cát Thi đưa tiền rồi. Những người nào đã Cát Thi lấy tiền rồi mọi người. Anh này với là bé đằng sau có lấy tiền chưa? Với lại anh. Cứ lưu liếng hoài. Hồi đó đông khách lắm. Bây giờ vắng que à. Có nhưng mà anh cũng phải đợi bánh. Ăn gà, ăn tôm, gà. Ừ vậy. Dạ. Trời chứ ngồi trên đầu em còn được mà. Ok chị. Thì thứ ba chị lấy. Chị qua đây chị lấy giùm em. Ở đâu vậy? Phú Nhuận mà xa, anh ra qua Phú Nhuận chưa được nửa tiếng. Thì thôi. Ờ chị bốc gáp qua bên em đi. Mới của em đưa cho chị. Gì vậy BD? Đây số mới của em. Ừ, chị cứ đưa cho gáp tới đó, điện thoại qua số đó. Không, không, không chị. Chị cứ tới đó đi, đúng 3 giờ. Đúng 3 giờ chị là chị đi phải không? Hả? 50k. Ok, ok. Mình sống á, mình phải hiểu được cái vấn đề là như này. Sẽ có một ngày cái gì đó nó cũng phải trở lại cái hiện tượng ban đầu. Sống đừng nuối tiếc.
cái gì nó qua được cứ cho qua. Có nhiều người nếu tiếc là tới ngày mà chăm tôi già chết rồi muốn nói qua qua đi mà cứ nhắm mắt đi tới. Thật sự cái cuộc sống á mọi người biết không, ai cũng gặp khó khăn đó.